Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng tái bùng phát, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia cầm được ngành chăn nuôi xác định là giải pháp ưu tiên hàng đầu. Theo Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, năm 2020, Cục Chăn nuôi đặt mục tiêu tăng trưởng đối với ngành gia cầm 11% nhằm bù đắp khoảng trống thực phẩm thiếu hụt do chăn nuôi lợn để lại, trong đó tập trung chủ yếu vào con gà lông màu bản địa. Cái gà lông màu nó phục vụ tuyệt vời cho cái sản phẩm của khoảng độ 95 triệu dân trong nước và khoảng độ 15 triệu khách du lịch. Và cái lợi thế này nó có chất lượng cũng như là rất phù hợp với thị hiếu của người Việt Nam. Dabaco được biết đến là doanh nghiệp Việt hiện chiếm thị phần số 1 con giống gà lông màu tại Việt Nam với sản lượng trên 60 triệu con giống mỗi năm trên tổng đàn gà màu 200 triệu con của cả nước. Dabaco cũng là doanh nghiệp Việt duy nhất tại Việt Nam sở hữu từ hệ thống trung tâm nghiên cứu gà giống gốc đến hệ thống trang trại nghiên cứu và nuôi các giống gà nội bố mẹ trải đều hai miền Nam Bắc. Với trách nhiệm doanh nghiệp đầu tàu về giống gà nội của người Việt, Dabaco đã chủ động tăng đàn, tăng công suất ấp trứng nhằm kịp thời cung cấp đủ số lượng con giống chất lượng cao, sạch bệnh, đồng đều, lớn nhanh cho bà con nông dân. Qua đó góp phần thúc đẩy chủ trương tái cơ cấu ngành chăn nuôi, đẩy mạnh phát triển sản xuất sau khi nới lỏng giãn cách xã hội. Thì gà giống Dabaco là một trong những cái đơn vị đã thực hiện cái xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, và trong cái quá trình triển khai thực hiện thì công ty đã thực hiện rất là nghiêm túc các cái quy trình cũng như là các cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, cũng như đặc biệt là trong cái công tác lấy mẫu, giám sát, triển khai xây dựng cái quy trình làm sao để duy trì cái cơ sở an toàn dịch bệnh, cái công tác kiểm dịch đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật thú y. Để chuẩn bị cho việc sau giãn cách xã hội do Covid-19 thì công ty gà giống Dabaco chúng tôi đã chuẩn bị, có bước chuẩn bị rất cụ thể. Nghĩa là bên cạnh cái số đàn bố mẹ đã có và chúng tôi đã tăng sản lượng lên để phục vụ việc tái đàn của bà con, để bù đắp một phần vào cái đàn giống chưa thể tái đàn ngay tức thì được. Và để đáp ứng được cái đó thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho đàn bố mẹ tăng lên và đàn giống gà giống cũng tăng lên khoảng độ 25-30% trong giai đoạn vừa qua, và trong những tháng tới chúng tôi tiếp tục tăng lên khoảng độ 30% nữa, như vậy là tăng lên 100% trong so với sản lượng trước đây. Các con giống gia cầm của Dabaco được người chăn nuôi đánh giá có chất lượng thịt thơm ngon hảo hạng, nhưng thời gian nuôi rút ngắn từ 5 tới 6 tháng xuống còn 3 tháng rưỡi đến 4 tháng. Con giống đa dạng, phù hợp với mọi điều kiện địa lý và văn hóa chăn nuôi tiêu dùng của vùng miền của cả nước. Bên cạnh đó, Dabaco thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật thị trường bám làng, bám bản, tư vấn nhiệt tình, hỗ trợ tối đa cho người chăn nuôi về kỹ thuật chuồng trại, thú y để có được kết quả chăn nuôi cao nhất. Các giống gà của Dabaco được tuyển chọn theo tiêu chí tốc độ lớn nhanh, tiêu thụ thức ăn thấp để giảm chi phí đầu vào cho bà con, và chất lượng thịt thơm ngon và lông mã ôm gọn để cho người phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Và một điểm nữa của gà giống Dabaco đó là chúng tôi tuyển chọn để những độ đồng đều và sức đề kháng chống chọi với bệnh tật phù hợp với tất cả nhiều phương thức chăn nuôi của nhiều bà con ở nhiều vùng miền khác nhau. Bên chúng tôi thì có những cái hỗ trợ bà con rất là thiết thực. Đó là khi ban đầu bà con có kế hoạch chuẩn bị vào gà, chúng tôi sẽ có cán bộ nhân viên đến để theo dõi hoặc là kiểm tra chuồng trại bà con là xem đã đặt đủ tiêu chuẩn để vào gà chưa. Nếu chưa đủ hoặc là chưa đúng thì chúng tôi sẽ tư vấn cho bà con để làm sao cho tốt nhất con gà khi về nó sẽ được phát triển chuẩn nhất và tốt nhất. Và trong cái thời gian nuôi bà con xảy ra về vấn đề dịch bệnh hay là cần về tư vấn về lịch phòng bệnh hay là vaccine thì chúng tôi đều luôn luôn có người đến để kịp thời tư vấn và hỗ trợ bà con. Và khi bà con chăn nuôi xong thì cái đầu ra là rất là quan trọng. Giới thiệu cho bà con là các lái buôn ở các chợ đầu mối để thu mua bà con có thể nhanh nhất có thể. Dabaco hiện là doanh nghiệp Việt sở hữu bộ giống gà lông màu bản địa, mang bản sắc Việt đa dạng, chất lượng hàng đầu trên thị trường hiện nay.
nuôi gà của công ty Dabaco thì tôi thấy đánh giá con giống của Dabaco là chất lượng tốt và độ đồng đều cao, và cái công tác phòng dịch của công ty là rất tốt, nên gà là khi tôi nuôi là không có cái hiện tượng bị ma dịch, là phát triển đều, trọng lượng tăng của tôi là nuôi thường thường 100 ngày thì những cái con gà trống to nó đạt được 2,5 cân, nhưng mà gà mái thì nó cũng được 1,8 cân. Về bên gà giống Dabaco thì có đa giống, đa dạng rất là nhiều chủng loại giống để phù hợp với từng cái nhu cầu của từng khách hàng và từng cái vùng miền một. Thì tôi cảm thấy là về chất lượng thịt thì đưa cho bà con thì rất là thơm ngon, và thứ hai nữa là cái đầu ra rất là mạnh và phù hợp với lại thị trường, thị hiếu của người dân Việt Nam và phù hợp với khí hậu ở vùng Phú Thọ và vùng Yên Bái. Gà rất là khỏe, kháng bệnh tốt và phù hợp với lại nhu cầu của thị trường hiện tại bây giờ. Tôi nuôi gà Dabaco đã được 10 năm này. Con gà Dabaco chất lượng nó rất là tốt, lông đẹp, mã đẹp, lườn dày. Ngày xưa có tin đồn là gà Dabaco bị khớp. Đấy, như bây giờ tôi nuôi 10 lứa liên tục, số lượng hàng nghìn, mấy nghìn con, là bây giờ không thấy hiện tượng bị khớp nữa. Nhờ công ty có vaccine mà gà mé ăn. Hiện nay gà Dabaco là hết cái bệnh khớp. Hiện tại cái sự ưu điểm vượt trội của Dabaco là tỷ lệ đẻ. Mà hiện tại là các thị trường hiện tại chưa có được. Nhất là về con Ai Cập thì hiện tại tỷ lệ cao nhất thì là người nuôi tốt nhất được, cao điểm nhất được 80-85%. Còn hầu như họ chỉ nuôi được tới 75% thôi. Và riêng con gà của Dabaco thì tôi đang nuôi đến 96%. Thời gian kéo dài tầm trên 90% thì rơi tầm khoảng độ 7 tháng. Với hai nhà máy tại Bắc Ninh và Bình Phước hiện đang hoạt động hết công suất, lãnh đạo công ty Dabaco cho biết doanh nghiệp sẽ cố gắng cung cấp đủ cho thị trường 1,5 triệu con giống sạch bệnh, chất lượng cao mỗi tuần. Dabaco cam kết con giống đáp ứng được mọi tiêu chuẩn, yêu cầu khắt khe nhất của người chăn nuôi, qua đó góp phần cùng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thực hiện thành công chủ trương tái cấu trúc ngành chăn nuôi.